vừa an toàn, vừa cách nhiệt tốt và vừa tiết kiệm chi phí cho người mua nhà sử dụng nhà à, gạch xi măng này khi nặng nề lắm nên là nhung với anh xã cũng rất là ngại khi mà mấy anh bạn lên tiếng mặc dù mấy anh bạn của anh xã nhung cũng lên tiếng nói là để mấy anh phụ nhưng mà mình thấy cũng ngại tại vì làm nặng đó cô bán chị hello nhung chào buổi sáng tất cả cô bán cho em gần xa đã quay trở lại kênh nhung đặng Phám ly cuộc sống hoa kỳ Hôm nay Nhung nghỉ làm cô bác anh chị ở nhà để đợi người ta giao hàng đến để nhận đó Hôm bữa trước thì Nhung với anh xã Nhung đi mua gạch, mua xi măng này kia đó Hôm nay đúng ngày hẹn người ta đến giao Nên là bây giờ Nhung phải ở nhà chờ đợi Đúng ra người ta giao xong Nhung đi làm cũng được, cũng kịp Nhưng mà thôi đi, tại vì Nhung muốn nghỉ ngày hôm nay để đi chợ Mua đồ ăn, cuối tuần nấu ăn đãi cho mấy anh thợ tới làm phụ đó Ngày hôm qua Nhung đi làm ở nhà, có một anh bạn tới phụ anh xã Nhung dọn dẹp, bưng đồ, rinh đồ ra phía sau nè. Bây giờ đi ra đây không có đường đi luôn cô bán chị Bây giờ Nhung phải ra dọn dẹp sơ sơ nữa Bàn ghế này kia nọ để tùm lum cái đây hết à, Tại vì ngày hôm qua Nhung đi làm không có nhà đó Mấy anh tới phụ tiếp Bàn ghế để tùm lum hết Bây giờ Nhung cũng phải sắp xếp lại cho nó ngăn nắp Cái quạt này Nhung sẽ rửa Tại vì hôm bữa để trên lầu nào, cô bán chị bụi không à Nhung phải rửa cho sạch sẽ Sau đó bỏ vô thùng lại cất Đang mùa lạnh đó, cũng đâu cần xài mấy cái này Ồ cái ớt hôm nay cũng trái cô gái anh chị thấy hả lạnh kiểu nào lạnh mà cây mấy cái bụi hành này cũng sừng sững sừng sững hết trơn ha để uh, nhung dẫn cô bán chị mình ra thăm cái đám cải của nhung coi đám cải ngoài này hôm bữa còn sao được thì chiều nay thu hoạch luôn rồi ôi, ôi thấy cưng <laughs> chưa nó rớt xuống đây nè cô bán chị vậy mà nó cũng lên à. nó rớt xuống đây một bụi nó cũng lên luôn ha để chiều nhung sẽ nhổ vô ăn luôn ôi thu hoạch được rồi thu hoạch được rồi nấu canh được rồi cô bán chị ra để cho nó già Em nó lên cây cao rồi nè ồ cái này chắc nấu canh đó. đâu mà có mấy em sâu cắn của tôi đây hết trơn đây à, chiều nay thu hoạch đi có mấy em sâu rồi ô quá chừng quá đó rồi. cái này ăn bánh xẹo là hết ý luôn nha mấy em sâu ăn của tôi hết trơn ha sâu mấy cái cải này sâu dữ lắm cô bán chị nhất là mấy con sâu nhí nhí, nhí mình không thấy được á nó ăn lá dữ lắm giờ phải lấy cây khều khều cho mình quơ quơ mình trúng con sâu chắc chết nhưng sợ sâu lắm cô bán chị ơi thôi chút xíu nữa đây chiều nay là thu hoạch cải luôn thu hoạch cải nấu canh hoặc là làm rau cuốn vậy đó ngon cực kỳ Vào một vòng xong mà vườn được rồi cô bán chị bên kia đậu đũa nó cũng chết queo hết trơn rồi thôi nhưng tranh thủ đi vô nhà ha để vô nhà rồi coi thợ giao hàng tới chưa mấy người giao hàng tới chưa để nhận hàng cô bán chị nhung nhận hàng xong là nhung cũng đi đi chợ luôn hôm nay tranh thủ làm nhiều việc luôn ha rồi cái người giao hàng tới rồi cô bán chị ơi dạ ồ cô bán chị thấy người ta đi giao người ta giao cả đống luôn chứ phải giao một mình của mình không à. mà giao là giao luôn cả À, có một chiếc xe đi theo để mà kiểu giống như là người ta dẫn chuyển xuống cô bán chị ha ghê hồn chưa anh Nhung đặt máy xuống quay cho cô bán chị mình xem nha chắc là có thể đậu sân nhà đằng kia rồi bắt đầu có một chiếc xe nhỏ di chuyển lại nhà nhung đây chứ chiếc xe đó kia nó dài quá đậu nhà nhung không có vừa xe ông xuống hàng xuống hàng mà chiếc xe nhỏ ông lấy chiếc xe nhỏ ông mới chạy ở đây à cái này là chạy mấy cái cục gạch xi măng này kia trước Rồi ba kiện hàng cũng giao xong xuôi hết rồi. Bên đây là một kiện này là xi si măng. Xi si măng để trét còn cái kia là giống như xi si măng trắng để có bán chị để mình trét ron á. Còn đây hai cái kiện này là hai kiện gạch. Gạch thì lúc nãy cái anh này ảnh đòi để lên trên cao luôn thì Nhung sợ nặng nó sẽ bị tích bể á tại vì gạch của Nhung mua là hết rồi, kiểu là mình mua mình dự trữ luôn là sợ nhiều khi mình trong quá trình làm nó bị bể, mình cắt nó hao hụt này kia đó. Là Nhung mua thêm dư ba bốn thùng luôn. Thì ảnh nói để lên trên cao cũng được rồi mà nhung thấy để lên cao thứ nhất nữa sau khi mình lấy xuống đó, cô bán chị nó rất là khó tại nó cao quá nó nặng á gạch rất là nặng luôn để lên cao thứ nhất mình khó lấy cái thứ hai nữa là giống như nó nặng quá cái lực nó nặng quá nhung sợ bể gạch á mà anh cũng nói giống như anh muốn để trên cao đang chừa cái đường đi cho nhung nhưng mà nhung nói thôi không cần đường đi tại vì đi vô đi ra thì cũng không có bao nhiêu để gì cho an toàn lỡ để trên cao kia lỡ nứt nó bể này kia nọ rồi không có gạch để mà thế á tại vì cái mẫu này là mẫu năm mươi mấy thùng nhưng mua hết luôn á. Lúc đầu thì cũng có một hai thùng nứt á nhưng mà cái anh bán hàng anh nói không sao nứt mà giống như kiểu mà còn còn nguyên hình dạng á là cứ đem đến trả được mà sợ cái mình nứt mà giống như không còn hình dáng là không có trả được ha. Giống như thí ví dụ miếng gạch nứt làm hai làm ba nhưng mà nó vẫn nứt nhưng mà nó nằm trong thùng nó còn nguyên cái hình dạng cái miếng gạch đó thì mình đem tới mình đổi trả được. Tất cả đã hoàn tất xong xuôi hàng thì giống như ở Việt Nam mình cô bán chị giao xong rồi cũng ký tên xác nhận này kia nọ thì à, lúc này thì khi mà mua thì nhung cũng có cái tờ giấy gọi là giống cái receipt gọi là paperwork á nhưng mà cái anh này ảnh cũng khi mình đi giao tới thì anh cũng đem một cái tờ giấy tới để ảnh giao là bao nhiêu hàng bao nhiêu hàng thì mình kiểm rồi đó thì ảnh nói cái khay mà giống như là cái cái khay lớn là cô bán chị là 32 thùng còn khay nhỏ này là 19 thùng tổng cộng 51 thùng ha 26 tháng 10 cái này xuất kho ra cái này giống như là mã số xuất kho này kia của người ta thấy ha thì à, cái pallet này là 32 thùng và để đây 32 thùng ha có dán giá dán giấy này để lên rồi cái mã số này kia đó cái qua văn nó nhẹ thôi cô bán chị không có qua văn nhiều ha mà gạch nhung mua này là gạch của ấn độ cô bán chị chứ không phải gạch của trung quốc nha đây Made in india nhung mua cái loại này là được cái anh kia tư vấn men Sứ cao cấp nó là một trong những loại gạch hơi bị tốt quá đó, mà nhung mua cái loại này cô bán chị thấy ha nó là không bóng nha không bóng chứ không phải nhám có nhiều người mua loại nhám có nhiều người mua loại bóng nhưng mà nhung thì nhung thích loại không bóng chứ không thích nhám đây trước mặt cô bán chị thấy một chiếc xe đang lụm rác ha giống như ngày giống như ngày trước cũng hay đi lụm rác như nè thường thì mình sẽ chạy đi vòng vòng ở xóm những nhà nào mà bỏ đồ ra ngoài đó cô bán chị à, thường thì người ta sẽ bỏ trước ngày đổ rác ha giống như nhà nhung hôm nay đổ rác nè thường người ta bỏ ngày hôm qua hoặc ngày nay thì có mấy chị kia mới lại lấy á rồi đến chợ rồi cô bán chị ơi bây giờ nhung sẽ vào bên trong chợ để mua đồ thôi ha hẹn gặp cô bán chị mình chút xíu nữa nha nãy giờ đi chợ á đông xong rồi bây giờ đi chợ mỹ cô bán chị ơi hiện tại nhung đang có mặt ở chợ koger nè Đi vô đây mua cái đồ đo nhiệt độ cho anh xã Nhung á Nhưng mà đi ngang khu đồ bếp là cô bán chị Thấy ghiền quá chừng luôn Người ta trưng bà đẹp dễ sợ luôn chưa Kiểu này mà thấy không mua sao được cô bán chị Mỗi lần đi vào khu vực này là Nhung ít nhiều ghé ngắm nghía chút xíu Thôi bây giờ đi qua đây mua miếng xương Để về nấu bún bò cô bán chị Lúc nãy chợ kia thì Nhung mua được khoanh giò heo ha Với lại mua được bắp bò rồi Nhưng mà thiếu xương Nhung muốn hầm xương nhiều cho ngọt nước đó Sẵn đây mua bia cuối tuần cho mấy anh luôn cô bán chị ơi Để thôi cuối tuần Nhung ở nhà nấu nướng rồi mấy anh lo làm nữa. lu bu không ai đi chạy nên mua bia Giờ đến nhà là tranh thủ bắt lên cái nồi nước để hầm bắp bò liền Tại vì cái bắp bò này hơi bị lớn á Thường thì bắp bò mình hầm khoảng tiếng đồng hồ trở lên Nó mới thấm đều mới ngon Trong khi chờ đợi hầm thì Nhung cũng đi cắt rau hành Rồi cái món này thì mình không có rau muống Thì Nhung sẽ thay thế bằng cần cô bán chị Cần tay mình bạo ra ăn cũng giòn giống như rau muống vậy đó thường nhung ai ăn tới cần này thay thế ra muốn á tất cả đã sẵn sàng rồi cô bán chị ơi chờ anh xã về là thưởng thức thôi hôm nay nhung nghỉ làm ở nhà nhưng mà cũng đâu có được nghỉ ngơi sáng giờ cô bán chị thấy là nhung đang á, mở cửa để nhận đồ nhận đồ xong ha là đi chợ đi chợ xong đi chợ này xong đi chợ kia về nãy giờ trong nhà thì nấu một nồi bún bò để chiều nay hai chồng ăn á thì lâu lâu mỗi lần mà nhung có ngày nghỉ hoặc là ngày ở không á, thì nhung sẽ nấu À, bún này bún kia ăn chứ nhiều khi mình ăn cơm rồi cũng ngán đó cô bán chị Trong khi chờ đợi thì Nhung sẽ đi ra dọn cái sân vườn ở sau nè Nhung dọn chỗ này cho trống trải á Nhung sẽ dời đóng cây này qua phía hướng bên này Cho trống trải chỗ này nè cô bán chị Chút xíu nữa Nhung sẽ rửa luôn cái quạt sạch sẽ để bỏ vô trong hộp á Tại vì bây giờ mùa đông lạnh này đâu có cần xài quạt cũng đâu Hôm bữa giờ bỏ mùa này cái quên Mỗi lần đi ra thấy cái quạt thì nhớ mà đi vô trong nhà nó làm chuyện xong đi ra rửa cái lại quên chiều hôm nay nắng quá chừng luôn à Trời thì trong xanh luôn cô bác anh chị ha Nãy giờ thì tưới cây Rửa mấy cái thùng rác Rửa đồ lặt chặt ở ngoài đó cho sạch sẽ cô bác anh chị Giờ cũng xong xuôi hết rồi Bây giờ ngồi nghỉ mệt chút xíu xong là quay ngang sẽ dọn cái đống này cho sạch sẽ Hôm nay là Nhung nghỉ nên là Nhung quyết định là sẽ làm hết cho xong ngày hôm nay để Mai mốt nhiều khi Nhung đi làm mấy anh thở ở nhà có chỗ trống để mà anh làm đóng cây nãy giờ để đây ha, nhưng đã giờ được qua bên này rồi. bây giờ quét dọn ra sạch sẽ rồi xong. mấy cái bao tay này hôm bữa giờ mấy anh làm á, rồi xong cái lột bó lột bó nè để nhung dời cây sắt này nữa là xong rồi sạch sẽ là ngon lành rồi đó. Đấy. xong rồi cô bán chị ơi, tất cả đã ngăn nắp gọn gàng sạch sẽ hết rồi. bây giờ là chỉ đợi em xã nhung về lột thảm ra rồi vệ sinh này kia nọ nữa đợi tới ngày mấy anh thợ rảnh xong mấy anh qua phụ tiếp lót gạch nữa là xong rồi. làm chút xíu thôi, mặt mà hơi Mặt mày đó hơi cơ chân cô bán chị. Ơi nắng nóng quá trời nóng luôn rồi phía sau nhà nhung là hướng chiều mặt trời lặn đó cô bác chi nên nãy giờ ngồi lum khum lum khum mà đó dọn buổi sáng thì mắc lo dạng nhận đồ xong rồi đi chợ đi búa này kia nọ xong đi về lấy quay cái đi nắng chiều rồi biết gì hồi sáng thì nhung sẽ dọn cái này trước sau đó đi chợ đi chợ thì mình trễ chút cũng không sao dọn sớm cho nó mát nhưng mà bây giờ hôm nay nhung nghỉ nguyên ngày đó nên là nhung tranh thủ làm luôn chứ không thôi á sáng ngày mai thì làm cũng không kịp rồi xả quay lai quay này kia mắc câu nên bây giờ làm sẵn như nè dự định cái chỗ này nè cô bán chị cái khoảng trống này nè ha là sẽ đặt mấy cái thùng mà hôm bữa trước dùng lụm đó mấy cái thùng mà có nắp vàng vàng đấy ha thì mấy cái thùng nó sẽ đem vô đây để chứa nước và để ngâm gạch thì theo như anh xã nhung với mấy người mà người ta làm những người mà thợ lót nhà lót gạch nhà đấy người ta chia sẻ là gạch mình nên ngâm nước trước khi lót thì nó sẽ bền chắc hơn và nó sẽ không bị nứt gạch ha thì đó là cái mà nhiều người thợ đã làm chia sẻ nên là nhung đã dọn sẵn chỗ này cho cái lối đi ra vào cho thông thương này kia đó để mấy anh lôi cái thùng vào đây để khiên gạch vào thì dự định là sẽ ngâm gạch ở đây và mang vào trong đây lót nữa cô bác anh chị cho cái đường đi này ha đường đi này rộng thênh thang nè đó chứ để đóng cậy nó bị dướng quá cô bác anh chị dùng dọn ngăn nắp sạch sẽ hết rồi giờ chỉ đợi anh xã dùng về thôi công nhận buổi chiều ra phía sau là ngồi mát ghê cô bác anh chị nếu mình ngồi ngồi sát vách này ha sát vách tường sát vách nhà thì mát là tại vì có mấy che với lại nắng nó không có dọn trực tiếp vào á, chứ mình ngồi ở ngoài kia thì nắng lắm, Nhưng muốn nghỉ nguyên một ngày nay để dọn dẹp nhà cửa phụ anh xã nhung, với lại nhận đồ rồi nấu nướng này kia, với là chuẩn bị đồ đặt sẵn để cuối tuần này nấu cho mấy anh thợ ăn uống này kia đó, mà lúc nãy nhung đi nhung cũng mua bia quá chừng luôn rồi, với lại cái tính nhung thì lo xa, nấu nướng này kia nọ thì chỉ có mình nhung làm thôi, anh xã nhung thì anh cũng phải phụ với mấy anh làm phụ tiếp chứ, mấy anh đã đến nhà mình phụ làm tiếp mà mình không có làm được cái gì hết thì cũng rất là ngại anh xã nhung thì anh không có rành cách làm này nên là anh không có tự ý làm được chứ còn những cái mà anh tự ý làm được tự làm thôi anh không có nhờ đâu à, với lại mấy anh này nó là gạch nặng nề chứ là khó lót này kia đó thì à, bữa trước giờ hai chồng nhung cũng đi mua xi măng gạch này kia xong xu các kiểu hết rồi à, hôm nay người ta giao đến thì đêm nay hai vợ chồng nhung phụ để mà lột thảm á hôm trước thì à, có anh bạn của anh xã nhung anh đến anh phụ anh khiên bàn ghế khiên sofa rồi tivi này kia đem dẹp cất các cô bán chị để cho một cái khoảng trống nguyên của một cái phòng khách luôn với lối đi này kia để mấy anh mở nẹp ra rồi lột thảm. Chuẩn bị là cuối tuần này làm. Tại vì cái anh thợ lót cho nhà Nhung á, ảnh chỉ nghỉ được cuối tuần thôi nên anh chỉ qua phụ được một ngày duy nhất. Nếu mà mình chưa có làm chuẩn bị mặt bằng này kia sẵn á thì khi ảnh qua ảnh phải chờ đợi này kia thứ nhất mất thời gian, cái thứ hai nữa là giống như kiểu nó mình làm á rồi anh không phải đi tới lui á nên là anh xã nhung với anh bạn đã quyết định là chuẩn bị sẵn hết giống như là mặt bằng này kia nọ làm xong xuôi các kiểu hết ảnh chỉ qua là chỉ có lót thôi nó nên là anh xã nhung với nhung hả hồi tối rồi cũng đã chuẩn bị giống như cũng làm này kia kia nọ thì hôm nay nhung cũng nghĩ làm đi chợ chuẩn bị đồ ăn này uống này kia các kiểu cho mấy anh đó giờ nhung cũng nấu một nồi bún bò nếu mà chiều nay có anh nào đến phụ thì đãi mấy anh ăn luôn còn không thì hai vợ chồng sẽ ăn tại vì kiểu giống như à, những ngày mà Nhung nghỉ á, thì Nhung thường hay nấu bún bò, nấu phở, nấu này nấu kia giống như thay đổi khẩu vị á cô bác anh chị. Chứ mình ăn cơm và anh ấy cũng ngán nữa. Tại đi làm cơm rồi chiều về cơm nó riết rất là nhiều cũng ngán. Hôm nay có dịp nghỉ ngơi hay nấu cả anh xã luôn. Công anh cực khổ mấy bữa nay anh cũng à, à, quỳ bò để làm cái nhà cô bác anh chị. Ngày hôm qua thì rất là may có anh bạn của anh xã Nhung anh đến anh dọn nhà tiếp anh khiêng ba đồ tiếp mấy hôm trước thì nhung cũng có hỏi cái người mễ ở xóm nhà nhung nè cách nhà nhung hai ba cái nhà nè nhung cũng hỏi là nhờ cái anh đó đến nhờ anh mễ này đến với phụ khiên gạch để lót cho cô bác anh chị tại vì mấy anh bạn của xã nhung là ai cũng đi làm hết mà mấy cái này nặng đó. cô bác anh chị mình nhờ người ta cũng, cũng cũng ngại nữa nên là thôi mình thà mình thuê người khác đi mình trả tiền á à, mình thuê mấy người mễ mấy người đó người ta làm nặng rất là giỏi luôn giống như kiểu người ta sóc giác á À, gạch xi măng này khi nặng nề lắm Nên là Nhung với anh xã cũng ha, rất là ngại Khi mà à, mấy anh bạn lên tiếng Mặc dù mấy anh bạn của anh xã Nhung cũng lên tiếng Nói là để mấy anh phụ á, Nhưng mà mình thấy cũng ngại Tại vì làm nặng đó cô bác anh chị Chắc cuối tuần đến cái ngày mà anh thợ chính Cái anh mà lót gạch đó Đến lót thì à, lúc đó thì cái, cái anh mẹ này mới đến phụ Còn ngày thường thì à, hai chồng Nhung cố gắng làm lặt gạch Và sẵn đây thì Nhung cũng xin trả lời Câu hỏi của khá là nhiều cô bác anh chị Hỏi Nhung là à, ở Tại sao ở Mỹ khi xây nhà người ta không có tô láng như bên Việt Nam đi bê này kia các kiểu mà cứ để cái gạch như thế này nhìn thấy nó hơi ngộ ngộ thì sẵn đây Nhung cũng xin giải thích cho cô bán chị theo cái khả năng hiểu biết của Nhung ha tùy theo khu vực tùy theo tiểu bang thời tiết khí hậu nóng lạnh thì người ta sẽ có cách thiết kế xây dựng nhà khác nhau thường hầu như ở Mỹ người ta xây nhà là kiểu xây nhà kính cô bán chị và đây là cái vách tường bên ngoài để cũng như kiểu là à, cách nhiệt thôi cách nhiệt giữa nhiệt độ bên ngoài và bên trong thôi nhưng mà thật sự phía bên trong cái bức tường này là có một cái lớp gòn lớp gòn để giữ nhiệt cái giữ ấm giữ hơi lạnh đó cô bán chị và phía trong cái vách gòn là miếng cái miếng siêu rốt có nghĩa là giống như là một miếng à, giấy ép dán ép đưa cô bán chị cách tường giả đó nên là ở bên trong đó, thì một lớp đó ở bên ngoài lớp gòn nên một thêm một lớp này nữa và chính giữa cái khung sườn này là một cái lớp cây đó lớp cây thường thường thì cô bán chị thấy người ta xây nhà người ta biêu một cái sườn lên ha giống như người ta làm thiết kế một cái sườn bằng cây bằng gỗ rồi sau đó khi mà người ta đóng này kia nọ xong xuôi hết cái sườn khung xong á thì khi vào à, xây những cái vách á thì người ta sẽ xây những cái gạch này bên ngoài đó thì hầu như những cái gạch này bên ngoài nó chịu nhiệt được rất là tốt làm xi măng mịn tráng xi măng cho mịn nó giống như bên Việt Nam á thì nhung nghĩ thứ nhất là chi phí khá là cao mà không cần thiết cô bán gì nhưng thấy cái kiểu như thế này nhìn nhìn cũng lạ lạ nhưng mà cũng đẹp và cái thứ hai nữa ở Mỹ những cái vật liệu xây dựng này hầu như là khá là mắc khá là nhiều tiền cô bác anh chị để build một cái nhà ở bên ngoài phải làm láng giống bên Việt Nam thì nhung nghĩ là rất là nhiều tiền vừa tốn công và tốn tiền nữa mà trong khi cái gạch này thì nhung thấy à, khá là khá là ổn luôn mặc dù nhìn bên ngoài thẩm mỹ thì nó không có được láng không có thẩm mỹ lắm nhưng mà nhung thấy như gì cũng lạ cũng đẹp cô bác anh chị hả? Giờ này là giờ cao điểm máy bay, bay cô bán chị nên nói chuyện chút xíu là phải ngưng lại tại máy bay ba ngàn khá là ồn nên là không có nói chuyện được. Mặc dù Nhung đã đeo cái mic rồi nhưng mà nó vẫn ồn cô bán chị. Tại vì những lần trước khi mà chỉnh video á, Nhung thấy là Nhung có đeo mic mà máy bay ba ngàn là ồn lắm chịu không được luôn. Kết thúc lại câu trả lời cho cái bức tường này. Thì Nhung xin nhắc lại là theo Nhung được biết á, là nếu mà người ta thiết kế như thế này vừa an toàn, vừa cách nhiệt tốt và vừa tiết kiệm chi phí cho người mua nhà sử dụng nhà những cái nguyên liệu mà để cho thiết kế nhà là đã được kỹ sư ở đây nghiên cứu rất là kỹ rồi và đã những có những căn nhà ở đây là người ta xây cũng cỡ mấy trăm năm luôn thì với cái những cái viên gạch này thì cái độ tuổi cái độ bền nó rất là cao nên là nói về cái chữ mục về hư hao thì nhung nghĩ chắc là nó không có đến nổi ha có chăng là ở bên trong khung sườn bên trong này kia nọ mình do mình xài mình da chạm này kia nọ thì nó trầy nó xước nó lỡ này kia thôi chứ còn những gạch bên ngoài này cô bác anh chị thấy Giống như nó đã là xi măng rồi nó đâu có bị gì đâu Nó đâu có nước chảy, đâu có bị mòn, bị gì đâu Nhưng là Nhung thấy nhiều nhà thì gạch màu đỏ ha Giống như hàng xóm nhà Nhung nè, gạch màu đỏ Nhiều nhà gạch màu nâu này Còn nhiều nhà gạch màu vàng hơn Nói chung là tùy theo cái thiết kế của khu nhà Và cái người thiết kế căn nhà đó, cái người build cái nhà lên Thì người ta sẽ lựa chọn những cái nguyên liệu khác nhau Nhưng mà vẫn đảm bảo an toàn cho người sử dụng Và đã đảm bảo chung cho những cái khu nhà xung quanh đều có những cái thiết kế giống nhau ở mỹ khi xây nhà dù nhà lớn nhà nhỏ thì nhung thấy có sự liên kết với nhau khá là chặt chẽ thứ nhất là cái người vẽ bản vẽ nè người thiết kế bản vẽ cái thứ hai nữa là người xây dựng có nghĩa là người thầu người xây dựng thứ ba nữa là cái người trang trí có nghĩa là thiết kế nội thất bên trong là đi kho trang trí bên trong là khác nữa nha cô bán chị nên nó rất là quan trọng nên thường kết nối với nhau 3 đến bốn người định là sẽ ngồi để nói chuyện chia sẻ với cô bán chị em mình nhiều hơn nhưng mà giờ này là máy bay bay cô bán chị cứ bay qua bay, bay lại rất là nhiều luôn máy bay chở người thì hiện tại bây giờ không phải là giờ cao điểm nhưng mà máy bay uh, vận chuyển hàng quá cô bán chị nên là nhiều khi mình đang nói chuyện mà máy bay bay ngang ổn, cái ồn cái là mất tập trung hiện tại bây giờ là mới là khâu chuẩn bị thôi và mời cô bán chị mình đón xem những video tiếp theo coi nhà nhung sau khi lót gạch xong thì sẽ như thế nào nhìn có đẹp hay không và mẫu gạch mà hai chồng nhung chọn nhìn có được hay không và coi các anh thợ ở mỹ người ta lót gạch như thế nào mời cô bán chị mình cùng đón xem nha Giờ dạ thì thôi Nhung cũng xin phép được khép lại video tại đây Chúc tất cả cô bán chị mình xem video vui vẻ Nếu mà yêu mến hai chồng Nhung thì vui lòng cho Nhung xin một like Một chia sẻ một đăng ký kênh ủng hộ Nhung Và nhớ bấm luôn cái chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video mới Giờ Nhung xin phép được nói lời chào tạm biệt Và hẹn gặp lại tất cả cô bán chị em mình trong những video tiếp theo nha Bye bye cả nhà